Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam, các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi và chúng ta chỉ còn khoảng chừng nửa ngày nữa thôi là đã biết kết quả cuộc họp của Fed đầu tiên năm nay như thế nào rồi nhưng mà hôm nay cũng có rất là nhiều những cái thông tin đã bật tôi muốn chia sẻ với các bạn và chúng ta hãy nói tới cái thông tin thường cảm thấy là ảnh hưởng rất lớn đến crypto và đây là thông tin lớn mà hầu như cũng không có nhiều người nói đến đó chính là cái thông tin thường đã chia sẻ với các bạn ngày hôm qua liên quan đến cái cập nhật giữa cái dự kiện giữa SEC, ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ và Library các bạn. Nhưng mà nào mà không rành thì hiện bây giờ SEC đã có rất nhiều điều kiện các bạn và một trong những cái điều kiện đó là với công ty Library này thì đây là một điều kiện tương tự như là cái điều kiện với lại công ty Ripple và SEC nói đó là Library có một cái đồng gọi là đồng LBC và đây là một chứng khoán rất là tương tự như là họ nói về XRP và công ty Ripple. Và Library đó là một cái nền tảng mà các bạn có thể upload video giống như là nó tương tự như là YouTube như các bạn. Các bạn upload video rồi các bạn có thể share video đó rồi người ta xem các bạn được thưởng đồng LBC. Hiểu đơn giản là như vậy. À, và sau khi mà kiện đó thì cuối cùng kết quả là SCC đã thắng kiện thôi nên chia sẻ với các bạn cái đây bài à, và lúc đó đó thì uh, thị trường rất là ảm đạm các bạn ai cũng hy vọng là library thắng kiện nó sẽ cho chúng ta uh, một cái nhìn lạc quan hơn về cái khả năng của Ripple thắng kiện với SEC Bây giờ chúng ta vẫn chưa biết điều kiện này ra sao Nhưng mà về kết quả của cái điều kiện với lại Library thì cũng khá là đáng tiếc Nhưng mà họ đã không có bỏ cuộc các bạn Library đã tiếp tục khiếu nại Và để thường đọc một cái update rất lớn cho các bạn hiểu hơn Tại vì chúng ta đã nhận thêm một cái thông tin đến từ luật sư John Deaton Đã nói chuyện trực tiếp với thẩm phán của cái điều kiện này Để thường đọc cái phần này thường sẽ giải thích cái ảnh hưởng nó như thế nào Mặc dù đó là SEC đã thắng vụ kiện với là Library nhưng mà thẩm phán đã nói rõ ngày hôm qua là kết quả này chỉ liên quan đến cái đợt bán ICO nghĩa là cái đợt mà bán token lần đầu tiên mà thôi không liên quan đến token LBC giao dịch trên sàn nghĩa là lúc bán lần đầu là chứng khoán nhưng mà sau đó đó các giao dịch trên sàn giữa các nhà đầu tư đó thì không phải điều này rất là quan trọng các bạn ý của thẩm phán nói là trong cái vụ kiện này đó thì SEC đã thắng để chứng minh được là cái lúc mà bán ICO đó thì lúc đó công ty Library đó thật sự là bán chứng khoán mà không đăng ký Đó là cái hành động bán chứng khoán nhưng mà bản thân của đồng LBC đó thì thẩm phán chưa bao giờ nói là chứng khoán hết Có nghĩa là cái mà gặp vấn đề ở đây đó chính là cái hành động bán ICO chứ không phải là cái token Điều này đó cực kỳ quan trọng, có nghĩa là gì? Có nghĩa là thẩm phán đó đã tách rời hai cái ra, đồng LBC được giao dịch trên sàn và cái lúc mà bán ICO, hai cái đó là khác nhau đối với lời thẩm phán. Khi mà đã bán ICO rồi đó thì cái đồng LBC đó được giao dịch với nhà đầu tư trên sàn giao dịch thì không được xem như chứng khoán. Thì các bạn có thể tưởng tượng cái ảnh hưởng của cái lời nói này như thế nào. Nếu như mà thẩm phán của dự kiện SEC và Ripple đó dùng cùng một cái logic này chúng ta không biết tại vì đây là hai thẩm phán khác nhau thì cho dù là SEC thắng kiện thì nghĩa là các XRP được bán bởi Ripple có thể là chứng khoán nhưng mà phần đó có thể đóng phạt và cái phần XRP đang giao dịch trên sàn bây giờ đó sẽ không có bị ngưng hoạt động và sẽ tiếp tục lưu thông tại vì nó không có liên quan đến cái đợt bán ICO đầu tiên và những cái đồng XRP đó đó không phải là chứng khoán đó là cái điều mà những cái luật sư đang nói hiện bây giờ không phải một luật sư thường chỉ có thể chia sẻ với các bạn những gì đang được uh, bàn bạc tới mà thôi. đương nhiên đây là cái sự suy đoán của nhiều người dựa theo uh, thẩm phán của cái vụ kiện giữa library và SEC. Chúng ta chưa có nghe nói tới cái kết quả của vụ kiện SEC và Ripple, nhưng mà điều này cũng khá là lạc quan. Tại vì uh, khi mà luật sư John Deaton uh, hỏi thẩm phán là thẩm phán tại sao mà lại không có viết rõ ở trong cái giấy tờ dự kiện là cái kết quả SEC thắng kiện chỉ liên quan đến bán ICO đầu tiên thôi thì thẩm phán trả lời là không cần phải viết cái phần đó vào tại vì khi mà SEC đệ đơn kiện công ty library này đó thì cái đơn kiện đó chỉ liên quan duy nhất đến cái đợt bán ICO mà thôi chứ không có liên quan đến token LBC nếu như mà đây là cái lo trực được dùng chung đó chúng ta chưa có biết nhưng mà nếu như đây là sự thật đó thì các bạn thấy được là SEC hầu như là muốn chứng minh một đồng nào là chứng khoán trên thị trường mà đồng đó đã ico lâu rồi hay là không có ico đó thì hầu như khả năng cực kỳ khó luôn và khi mà nghĩ lại đó đó cũng là lý do tại sao mà có thể là sec không có thường xuyên kiện những cái đồng đã có mặt trên thị trường rồi mà phần lớn các bạn đã thấy là trong vòng mấy năm qua đó SEC chủ yếu là nhắm vào những cái dự án mà đang ICO mà thôi giống như là chúng ta nói tới dự án Ton của Telegram, chúng ta nói tới dự án Munchi và một số những cái dự án tương tự và một số lần SEC cũng đã nhắm vào một số những cái đồng ở trên sàn hiện tại nhưng mà cũng không phải là nhiều lắm mãi chỉ đến khi chúng ta có cái dự kiện với lại công ty Ripple. Công ty Ripple và đồng XRP đây thì nó khác một chút các bạn. Nó không có hoàn toàn giống như là library và đồng LBC ở một chỗ đó chính là cái đồng XRP không phải là đồng được tạo ra bởi công ty Ripple mà trước đó đã có một công ty khác tạo ra đồng XRP này rồi sau đó tặng đồng XRP này cho công ty Ripple. Rồi công ty Ripple dùng đồng XRP này là cái đồng chính thức của cái hệ thống của Ripple và hiện bây giờ đó công ty Ripple vẫn còn đang lưu trữ một số lượng lớn đồng XRP. À, các bạn đã thấy được đây là cái thống kê được chia sẻ quý ba đó của công ty Ripple. Họ nói là tính cho đến quý ba đó, công ty Ripple đang lưu trữ ít hơn 50% của tổng cái số lượng XRP trên thị trường. Thì nếu như các bạn nhìn vào tổng số lượng đồng XRP đó, thì có tổng cộng là 100 tỷ đồng XRP. Cái số lượng đồng XRP trên thị trường bây giờ đang lưu thông đó là 50.8% tỷ đồng XRP có nghĩa là công ty Ripple lưu trữ đúng năm mươi hơn 50% nhưng mà vẫn còn một con số lớn nữa các bạn à, thật ra đó mỗi một tháng thì công ty Ripple vẫn bán một số lượng XRP đây cũng là một cái thu nhập của công ty Ripple thì cái mà thường chưa có rõ ở đây đó là cho dù là đây là cái logic được sử dụng bởi thẩm phán của vụ kiện SEC Ripple thì cái số lượng token của Community đang lưu trữ đó thì có được tiếp tục bán hay là không Cái đó có được xem như là đang bán ICO hay không thì cái đó thường chưa có rõ hiện bây giờ hay là cái đó cũng chỉ là cái số lượng tài sản công có và họ bán lên trên thị trường cũng giống như là các bạn bán đồng các bạn mà thôi. Cũng có thể, cái đó chúng ta chưa có biết. Nhưng mà ít ra đó, nếu như mà sử dụng chung cái logic thì có khả năng là đồng XRP cho dù uh, là bị thua kiện nhưng mà có khả năng là đồng XRP cũng không được xem là chứng khoán mà chỉ là cái hành động của công ty bộ bán XRP là chứng khoán mà thôi đó là hai điều khác nhau đây là một trong những cái thông tin rất là lớn thụ muốn các bạn hiểu rõ hơn khi mà có thêm thông tin thì chia sẻ với các bạn nhưng mà nó cũng có một cái tính chất lạc quan các bạn về cái vụ kiện này khi nào chúng ta mới biết kết quả của vụ kiện giữa SEC Ripple thì dựa theo CEO của Ripple đó Chúng ta chắc cần phải chờ đợi Tới khoảng tháng 6 các bạn Khoảng chừng nửa năm nữa Chúng ta mới biết Chúng ta thấy được là Trong vòng 2 năm qua Thì chúng ta thường hay nói tới là Trong vòng 3 tháng 6 tháng Thì kết quả Rồi cứ tiếp tục Đẩy tới Đẩy tới hoài Mãi cho tới bây giờ à, Có nhiều người xem Đây là một cái sự mệt mỏi Đây là một cái gì đó không tốt Nhưng mà cũng không hẳn đâu các bạn Các bạn cứ nghĩ đi Nếu như mà SEC Có thể dễ dàng Dùng cái cách kiểm tra how we test để chứng minh là một đồng nào đó là chứng khoán nhất là đồng XRP nếu như mà SEC dễ làm được điều đó thì đâu có kéo dài 2 năm đâu các bạn thấy được là một cái điều kiện kéo dài 2 năm bây giờ vẫn chưa có biết hồi kết và có thể kéo dài lên tới 3 năm thì cũng có thể hiểu rõ là ở trong cái điều kiện này đó không hề đơn giản và SEC không hề dễ dàng để có thể hạ gục được Ripple và ngoại trừ là XRP, thông tin này nó cũng rất là lạc quan với là nhiều đồng các bạn Giống như là có một số bạn thì cũng đang có cái sự lo lắng à, liên quan đến Ethereum Ethereum chứng khoán hay là không Thì à, tôi thấy có rất nhiều bạn à, thường hay nói là tại vì Ethereum bây giờ là Proof Stake Có Staking cho nên là chứng khoán thì à, không phải đâu các bạn Thật ra là một chứng khoán hay không đó thì Staking không phải là một cái yếu tố để chứng minh gì là chứng khoán Có phải là chứng khoán hay là không đó thì à, dựa vào How We Test các bạn Phải chứng minh đây là một cái hợp đồng đầu tư Chứ không phải là chỉ dựa vào staking hay là không phải là staking à, và ethereum đó các bạn thực đã ICO vào năm 2014 rồi à, bắt đầu các bạn thấy là giá ICO lúc đó là 0.31 đô 31 cent thôi các bạn cho mỗi ethereum ICO vào ngày 22 tháng 7 và kết thúc vào ngày 2 tháng 9 năm 2014. đã ICO rất là lâu rồi. Bây giờ đã không còn ICO nhiều năm và nếu như mà cùng cái lo chuyện đó thì team sẽ không phải là chứng khoán và nhiều đồng khác cũng vậy. Các bạn nhiều đồng khác thì bây giờ cũng đâu còn ICO nữa đâu. Và điều này đó cũng làm cho Thuận hiểu hơn à, về một trong à, những cái thắc mắc mà rất nhiều bạn có trong à, dòng à, thời gian mấy năm qua Khi mà chúng ta thấy được là SEC đã kiện à, công ty Block One là công ty đứng sau lưng đồng EOS Thì sau khi mà kiện thành công đó, thì SEC cũng đã chiến thắng vụ kiện này vào năm 2019 Nhưng mà thay vì là đồng EOS bị liệt vào chứng khoán đó thì không phải các bạn Lúc đó thì công ty Block One đã đồng ý là đóng phạt 24 triệu đô la cho SEC rồi sau đó SEC hầu như là không hề đề cập đến đồng US nữa Đồng US bây giờ thì vẫn đang hoạt động Vẫn đang được trade trên nhiều sàn mà không có bị liệt vào chứng khoán Thì nhiều người cũng đặt dấu chấm hỏi là tại sao là như vậy Bây giờ thường đã hiểu hơn rồi Có thể là lúc đó đó thẩm phán của cái dự kiện này cũng tương tự như thẩm phán của Library Thì nói rất rõ là cái thời điểm bán ICO đó thì đồng US là một chứng khoán nhưng mà sau đó giao dịch trên sàn thì không phải nữa cho nên uh, SEC đã không còn thẩm quyền tại vì các bạn nên nhớ là SEC là ban quản lý chứng khoán ở Hoa Kỳ nếu như mà cái gì đó không phải chứng khoán thì không có thuộc thẩm quyền của SEC đó là điều các bạn cần nên hiểu ở đây tại vì đồng US uh, đã ICO năm 2017 và kết thúc vào năm 2018 là một chung cái ICO rất là dài và chúng ta hy vọng là những thẩm phán khác cũng có cái suy nghĩ tương tự như vậy